tới phần mềm, mình tới cơ, rồi xong mình thấy rồi mình là làm mấy câu hỏi ôn tập mình thôi. Rồi bây giờ là cũng trong cái bài xưa luôn, vô đầu hết là tôi phải có cái giải phẫu. Cái giải phẫu này cũng có cái thứ gì đó thì phẫu thôi, còn cái chính là để tôi thống nhất lại về những cái thuật ngữ, cái từ ngữ, cái bệnh lý khớp liên quan tới những công thức này. Yeah. Rồi bây giờ mình lấy lại một cái khớp này, xả từ ngữ đi. Yeah, khớp có cái xương chân từ dưới vậy, biết khớp gì vậy, biết gốc ngón cũng được. Rồi bây giờ là tôi nhắc lại, ở đầu của cái xương, hai cái xương tiếp xúc với nhau, khớp này mình tạm giật nhóm khớp động nha, có khớp động, khớp ván động, khớp cộng cố định, nhưng mà này khớp động. Bây giờ khớp động thì ví dụ như chỗ cửa tay đi đó, cọ duỗi được thì nó phải có cái sự ma sát, nhưng mà nó tại sao nó không gây ra tiếng động, mình nó chân láng, mình không có cảm giác khó chịu gì cả. Tại vì ở đầu của hai đầu xương á, mình có cái phần sụn khớp. Sụn khớp cái gì? Mình sẽ có một cái câu gài ví dụ trong cái phần ôn tập á, là cũng nói về cái bệnh đó, nhưng mà chỉ sửa cái sự sụn khớp để mình đi sụn tiếp học sẽ hết. Sụn tiếp học là gì? Sụn học là cái địa tăng trưởng hồi nãy, là hai cái là hai chuyện khác nhau nha. Sụn khớp rồi tại sao nó chân láng? Là tại vì nó có nguyên trên mặt á, nó có cái màng khớp, rồi nó tạo ra một cái giống như bao hoạt dịch, một cái túi, trong cái túi đó thì nó có phần màng khớp, nó có phần bao khớp, nó có phần dịch khớp. Thì dịch khớp này nó là một cái chất lỏng mà nó có phần nó làm cho cái chuyển động của mình đó, nó được trơn láng, nó không có giống như nhớt vậy đó, nó làm trơn láng, nó không có gây ra cái sự cọ sát mà chuyện mà sát. Nhưng mà cái này nó sẽ chất lượng này nó sẽ giảm theo thời gian theo cái tiến trình lão hóa hay chuyện này tôi nói, thành ra tới già thì đương nhiên nó sẽ có những khó khăn của nó sẽ tự động khó hơn, nó đụng những kiểu cục thì cái bề mặt của cái sụn khớp trên mô học đây cũng có những cái tế bào sụn trên này, mảng sụn trên này, còn cái phía những cái phần màng khớp á thì nó sẽ có cái tế bào màng khớp, nó là những cái tế bào tiết ra cái dịch khớp và hấp thụ dịch khớp tạo ra cái sự luân chuyển trong đấy. Rồi bây giờ mình qua cái nhóm bệnh đầu tiên khớp rất quan trọng, rất hay gặp là bệnh thoái hóa khớp. Nè, thoái hóa thường bị dịch một cách sai về mặt lịch sử là vi xương khớp, nhưng mà thực ra nó không có bị đâu, cái này là cái tiến trình lão hóa thôi, aging. Cái tập thành ra cái tuổi mắt mình là vì không hạn gì thì càng lớn càng dễ bị 70 tuổi, thì bị mình tới 90 thì nó nhiều hơn, đó thành ra mấy người lớn càng có xu hướng phải thay khớp nhân tạo rồi vậy đó. Rồi cái thể chế nó như thế nào, tức là thứ nhất là vị trí thì nó nằm ở những cái khớp chịu lực nhiều, như cụ thể như là khớp gối nè, khớp háng nè, những cái vùng chịu lực nhiều của từ cuộc sống nữa, như từ gần khớp gối. Thì thành ra bây giờ giữa hai người cao bằng nhau, người nào mập hơn thì đè vô khớp nhiều hơn, đúng không? Cái đó quy luật rồi. Thành ra những cái người bị béo phì dễ bị thoái hóa khớp, họ sẽ than bị ở đầu gối hoài, thì đúng rồi, nặng quá đè vô cái đầu gối thì nó phải đau, nó phải thoái hóa khớp nhanh hơn người kia thôi. Thành ra càng lớn thì càng nhẹ nhàng thì nó càng tích bệnh, mà nó càng mọc thì nó càng dễ bị bệnh, nhớ nha, béo phì. Rồi vị trí là khớp chịu lực, cơ địa là có thể bị béo phì, còn ngay không béo phì đi nữa thì người ta giải thích á là cái thành phần của cái sụn khớp á là nó theo tuổi, theo thời gian á thì nó sẽ giảm cái vấn đề tích tụ nước và những cái chất dinh dưỡng của khớp đi, rồi cái vấn đề thẩm thấu dinh dưỡng cho khớp nó cũng giảm đi, có nghĩa là những cái tiến trình nó làm tổn thương xương khớp nó bắt đầu nó tăng lên, nó tăng lên thì nó dễ bị tổn thương, thì nó sẽ tiến hành tiến trình nó sẽ bào mòn, rồi cái dịch mà nó tiếp xúc, dịch nó làm chân láng giữa hai mặt khớp tiếp xúc với nó giảm đi nữa, thì nó mòn, nó bào mòn, và mòn thì đầu tiên là nó mất cái phần bản xương, cái phần xương khớp ở trên, rồi xong nó mòn luôn cả cái bản xương ở dưới sụn luôn, rồi nó đi sâu vô nó tạo ra những cái bọc dưới sụn luôn, cái bọc nó khe đứt á, cái chất dịch ở trên phần sụn, trên cái phần bao khớp nó chạy vô chậm luôn, nó thành ra những cái bọc hoàn toàn dưới sụn, rồi cái phần mà nó không bị bào mòn thì nó còn rì rì ở ngoài, thì nó nhìn như những cái gai xương ha.
tài chính thực tế này. Ở nhà thị trường này biết được nhiều. Đó có thể là cái mặt trên của cái sự chạy hoặc là mặt dưới của cái sự đổi. Có thể nhìn nó là mặt trên của cái sự chạy đó, nó bị bào mòn nè. Cái mặt về mặt trong đó nó mòn tới mức nào? Nó mòn tới mức nó chóc luôn cái phần cái bản xương ở dưới sụn luôn. Rồi trên thực tế là nó tạo những khe nứt, rồi nó dò xuống dưới mấy cái dịch trên trên mặt dịch mặt quả trình cho nó đi xuống dưới, nó tạo ra cái bọc bọc dưới sụn. Tạo ra những cái vùng nước xương, cái xương này nó mất luôn cái phần xung khớp ở trên này, nên nó ăn vô xương rồi nên là như tạo ra cái bọc ở dưới vào trong bản xương dưới sụn. Rồi cái tại vì trong mục tiêu á, nãy lúc chỉ ban đầu cái gì đấy, tôi sẽ có một cái slide, cái phần tổng hợp kiến thức để giúp quý vị phân biệt được hai nhóm bệnh lý cấp chính là thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp. Nha, thì chơi chút xíu mình nói thì gần như thoái hóa khớp mình biết ở đó, mình cho qua thì mình tiếp tới viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp á thì cái vị trí thì nó khác với lại cái thoái hóa khớp, thì nó lại không nằm ở những cái vùng khớp chịu lực mà nó lại nằm ở vị trí ngoại biên, cụ thể như là khớp bàn tay, ngón tay, khớp bàn chân nha. Và chân cơ chế nó cũng khác, cái thành ra từ cơ chế đó mình suy ra cái tuổi nó trẻ hơn cái người bị thoái hóa khớp từ khoảng tầm 70 trở lên, sau 70 lên. À, nhắc quý vị một dấu hiệu lâm sàng, quý vị khám mấy người khám nhiệt đồng mấy người đó thì hỏi hoặc là tự khám, quý vị cầm cái đầu gối gì của bệnh nhân đó, quý vị cầm cái xương cản chân, cái quý vị lắc lắc á, cái nó kêu cục giống á đó. Lại tôi chiếu nguyên cái bản xương nó chóc nó mòn là chân, rồi giống như là xe cộ mà nó bị sơn xích gì mình nên chóc nó mòn cho nó lại kéo cái cục cộng gì đó. Chính cái người đó không sáng rõ đi khó khăn là một việc gì đạo nhất, thì nó nhất khó đi quá, hạn chế vận động thì là tại vì cái bản xương nó mòn chân rồi đó, nên là mới mới có cái dụng thai có nhân tạo được cái tại vậy đó. Còn khoan cho mình qua cái này, cái vị trí nó phải vị trí chủ lực nhưng mà nó cũng đau nhất, rồi kéo dài thời gian cái nó biến dạng khớp bệnh tại chừng nó méo hết trơn, chụp cái xoàng đến cái chọc bên cái chọc xương nó quẹo lại hết trơn, nó dính cái gấu khớp mà bị viêm cũng đau nhất nữa. Thì cái này á, cái này cái cơ chế của nó đó là bệnh tự miễn gì, thành ra không ngẫu nhiên là bệnh có thể phát triển xuất hiện phát triển nhiều từ trung niên luôn, 40 tuổi có thể bị mấy 40 có thể bị mà bị đối xưng, bị đối xưng vì là cơ chế toàn thân, thành ra bên này tay này bị, tay kia cũng bị, chân này bị, chân kia cũng bị, nên nó bị đối xưng. Bây giờ giải thích cơ chế nè, bây giờ là do nó là bệnh tự miễn nha, cơ chế tự miễn thì nó liên quan những cái tế bào miễn dịch, ví dụ như là tế bào T, CD4, rồi có thể nó có yếu tố trigger, những cái yếu tố mà khởi phát ban đầu, những cái kháng nguyên thì có những người đặt giả thuyết có thể là vi khuẩn ban đầu hoặc là những cái yếu tố kháng nguyên lạ khác, thì những yếu tố kháng nguyên này nó mới kích động cái tế bào miễn dịch, cụ thể là tế bào T, CD4 nó tiết ra hàng loạt cái đó. Bây giờ cái lý thuyết nó quỳ về cái thằng cytokine dữ lắm, nếu mà quý vị định đi sâu lên tới nghiên cứu tiến sinh tiến sĩ rồi đó, quý vị tập trung vào mấy cái mảng này là tốt lắm. Tại vì đó, ngay cái dịch Covid vừa rồi á, những cái cơ chế gây nặng là cơ bản cytokine thôi, nó nên nó chặn tàn phá những cái cơ quan bộ phận trong cơ thể, phổi và cả thứ đó. Anh đang lên kim ngọt nè, cũng vậy luôn, tumor necrosis factor yếu tố hoại tử 4 mấy anh này cứ thường xuyên xuất hiện trong những cơ chế bệnh lý, thì anh mấy anh này anh lại kích động anh làm hoại hóa con đại bệnh vào, rồi hoại hóa dòng lipoB, hoại hóa tế bào nội mô. Hậu quả thì từ cái hoại hóa tế bào B nó nảy sinh ra những cái yếu tố dạng thấp, dạng tự kháng thể, có nghĩa là gì nào, tức là cái vùng khớp bị tổn thương á sẽ có hai cơ chế, một là cái phức hợp miễn dịch mà do cái cơ thể nó tự tạo ra cái kháng nguyên của mình, rồi cái kháng nguyên đó nó lại kích động cơ thể sinh ra kháng thể, rồi cái kháng thể nó tới nó lăn động vô cái khớp đó, nó gây tổn, lăn động lên khớp nó gây cái phản ứng kháng nguyên kháng thể đó, thì nó gây phản ứng viêm, nó gây kích động những cái tạo ra cytokine. Nhưng mà nó cũng có cơ chế thứ hai nữa là kháng nguyên kháng thể nó tạo ra trong những cái vùng cơ quan khác, rồi xong rồi nó circulating, nó lưu hành trong máu, rồi nó tới cái bàn khớp đó, cái nó lắng động lên, nó lắng động lên mấy cái khớp đó thì nó mới kích động phản ứng viêm, và những cái khớp mà nó lắng động thì nó gây phản ứng viêm đó, nó những cái cơ chế phụ trong đó.
rồi mình cứ theo cơ chế chung vậy đi ha. Cái kháng thể lắng động phức hợp kháng nguyên thì đó thì nhắn là một là cái phức hợp kháng nguyên đã được hình thành ngay từ khớp, hai là cái phức hợp kháng nguyên kháng thể đó từ những cái phản ứng viêm khác nó tới thì nó lắng động lên khớp kiểu nào thì nữa thì nó cũng gây tổn thương khớp, gây viêm khớp dính khớp. Rồi những cái hướng khác ví dụ như là bản thân này được bào bị kích động tới nó tiết ra một số men, những cái men này nó sẽ hủy những cái thành phần trong mô sống mạng sợi trong mô khớp. Rồi sự phá hủy mô sống á nó bị thay thế bằng mô sợi, nó gây dính cứng khớp, tại vì mô sợi nó đâu có giờ vận động được thì nó dính lại ha. Rồi một cái cơ chế khác nữa là đám cái tế bào miễn dịch nó hoạt quá, tế bào nội mô nó tăng thành phần từ cách dính thì nó lại kích động kéo nhiều tế bào viêm tới đây thì nó cũng tác động lên đây, nó tăng sinh nó tạo ra những cái chất hóa học như là prostaglandin vân vân. Nói chung cơ chế nó khá phức tạp, thì nói chung thì nó có cơ chế kích động hàng đầu kích hoạt những cái tế bào miễn dịch và cuối cùng thì ảnh hưởng lên khớp. Như với giải pháp là rheumatoid arthritis. Rồi bây giờ mình học về giải phẫu bệnh. Đây là cái hình A là cái hình mô khớp bình thường ha. Có những cái tế bào mạc khớp ở trên như này mình họa rồi thì lúc đầu á, thì nó có tích tụ những tế bào viêm nó làm tăng sinh cái tế bào mạc khớp, cái hiện tượng tăng sinh tế bào mạc khớp tới lên tới đỉnh điểm á, thì nó tạo ra những cái vú finger line, anh nhìn ngón tay bên trong những cái vú này thì nó tích tụ rất là nhiều mô lymph nó tạo ra những trung tâm mỏng thì tới đó là tình trạng viêm đến quá rồi thì bắt đầu nó qua cái tình trạng phá hủy thì nó sẽ làm tàn phá cái mô khớp, mô sụng khớp, mô xương bên dưới luôn, rồi chủ yếu là mô sụng khớp ở trên, rồi tế bào viêm nó thành những cái mảng sợi nó mới dính lại với nhau, cuộc hậu quả cuối cùng nó làm khớp vừa bị phá hủy vừa bị dính lại. Đây cái hình cơ chế đó đây, cái này là viêm khớp dạng thấp, thì đó những cái tế bào viêm tham gia như đại thực bào, còn con tương bào plasma cell này đó, plasma cell, plasma cell này biết nó tới làm gì không? Tiết kháng thể, trong cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này tôi nói về trò quan trọng là phải có kháng thể, phải có kháng thể nó dính được cái kháng nguyên của khớp. Thì con tương bào này nó tới đó tiết kháng thể, còn cái con bạch cầu đại diện trung tính thì liên quan đến mấy cái cơ chế cytokine này tôi nói cái chất lượng kim một, đèn nét rồi đó. Thì nói chung nó quy động tới để gây một cái phản ứng kháng nguyên rất là phức tạp ở đây, nhiều thành phần tế bào viêm, có cái tế bào nhận diện kháng nguyên nữa cái gì? Đèn ra tiết cell. Kháng nguyên thì về kháng nguyên này là từ kháng nguyên, tức là kháng nguyên nó chính là cái cấu trúc của cái khớp của người bệnh nhân thôi chứ đâu có gì ngoài ra đâu. Đó nó khổ vậy thì nó lại gây một cái phức hợp kháng nguyên kháng thể gọi là immune complex nha, phức hợp miễn dịch nó dính vô khớp rồi nó gây phản ứng nguyên, nó kích động, hậu quả là nhiều hủy khớp do mấy tế bào viêm này nó tiết ra những cái men này men kia nó hủy khớp, nhưng mà nó lại gây ra một cái phản ứng tăng sinh mô sợi làm dính khớp. Rồi bây giờ hình ảnh thực tế là cái gì? Đầu tiên á là tích tụ tế bào viêm, ví dụ len phô bào, tương bào, đại thực bào này chúng mình họa rồi, tăng sinh tế bào màng khớp, sự tăng sinh lên tới đỉnh điểm nó tạo ra những cấu trúc nhú. Nằm bên dưới tích tụ rất nhiều tế bào viêm nó tạo ra những cái trung tâm mỏng, nhìn giống như nang len phô được cắt. Rồi hệ quả cuối cùng thì có cái sự hủy mô sụn, rồi tạo ra những cái mô viêm, mô hạt viêm, mô sợi làm dính cứng khớp. À hồi nãy có một em hỏi một cái trường hợp một cái bác đó là có mấy cái nốt ở trên bàn chân này ngón tay, nhưng ngón tay ngón chân thì có thể xảy ra là khoảng 30% để cái người mà bệnh thoái hóa khớp, tức là bệnh viêm khớp dạng thấp thì vừa mới giới thiệu với quý vị á là nó kèm theo một cái dấu hiệu đặc trưng để quý vị nghĩ tới chẩn đoán đó, nhìn thấy triệu chứng là vậy, nói về nội sẹo vô khám lâm sàng triệu chứng là nó có cái nốt cứng cứng nha, đó ở những cái vị trí dưới dạ thấy gần ngay cái chỗ bị thấu quát bị viêm khớp luôn thì nó gọi là nốt thấp nha. Cái nốt thấp đó cái mình không biết là gì, mình sẽ tiếp đi, mình sẽ tiếp ra này mình không biết có khối u gì kèm theo không, thì trên vi thể á mình thấy nó có dạng giống như viêm hạt, nó có những cái tế bào dạng biểu mô, tế bào dạng xung quanh, ở giữa là chất hoại tử dạng fibrin, tế bào viêm bao quanh xung quanh, thì đó là cái nốt thấp do cái phản ứng miễn dịch phản ứng miễn xảy ra vừa ở khớp ở mô dưới da. Rồi cái hình này là hình khi nha quý vị. Hình khi này là nó giải quyết đúng cái mục tiêu của đầu bài nãy tôi để luôn là giúp quý vị phân biệt được giữa thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp. Bây giờ nhìn hai cái hình nè, bên đây nè là thoái hóa khớp, bên đây nè là viêm khớp dạng thấp. Tại tôi xóa cái gì thoái hóa khớp đi á,
là tại vì cái từ tiếng Anh này nó cũng vẫn sai nghĩa nữa, tại vì phải hiểu là mình mấy cái nước Âu Tây á, nhiều khi á họ vẫn tôn trọng tiền bối, mấy cái người đi đầu cái đi đầu từ đầu cái thế kỷ 19-10 đó, họ dùng cái từ để chỉ bệnh thoái hóa khớp đó là osteoarthritis. Nếu mà dịch đúng theo cái từ nguyên tiếng Anh đó là viêm viêm xương khớp, thiệt ra không có viêm. Thiệt ra tôi mới giải thích đó là cái tiến trình lão hóa. Dĩ nhiên á, trong cái tiến trình mà cọ xát tổn thương khớp á, nó sẽ kích động phản ứng viêm vào chấn thương xảy ra thứ phát thì sao, nhưng mà phản ứng viêm đó là phụ, còn cái phản chính cái tổn thương ban đầu đó là do cái khớp đó nó bị thoái hóa. Khớp bị thoái hóa thì tổn thương là từ nằm chính xác lắm rồi, thì đây nó không nói được cái bản chất mà mình cứ nói nó thoái khớp đi. Thì bên này là viêm khớp dạng thấp thì đó, nó mòn xương khớp đúng không, nãy tôi nói rồi, nó mòn xương khớp rồi nó bị hủy tới bạn mất luôn cái bản xương dưới sụn, mà nó tạo ra mấy cái bọc dưới sụn tiếng Anh là subchondrosis, bản xương dưới sụn, rồi nó tạo ra những cái gai xương body spur nè, mấy cái gai xương này do cái hiện tượng hủy xương đó, nó làm ra những cái cấu trúc nhọn như là gai xương. Còn ở bên viêm khớp dạng thấp á thì vị trí khớp là khác nhau rồi, này khớp đầu gối, còn này khớp khớp bàn chân đi, khớp bàn tay chân, nhưng mà cái hình ảnh nó khác luôn, tức là nó có hiện tượng viêm nha. Vì nhìn thấy khớp này nó sưng phồng lên nè, nên là tôi hỏi em có là cái bạn ở cái chỗ cái vùng tổn thương nó có sưng đỏ nóng lên không, thì sưng đỏ nóng nó phù hợp với viêm khớp dạng thấp hơn, sưng dày đỏ lên luôn, rồi nó có những cái mảng dính đó, cái phản ứng viêm này mình đã giải cái cơ chế rồi, nó tạo ra mảng sợi dính làm dính cứng khớp đó, nhận hai cái này là khác nhau. Rồi mình qua thêm cái khớp, đó là mình qua phần mềm cái mình thường sống khớp nha. Còn cái bệnh khớp nữa là tôi muốn giới thiệu gì cũng hay, không quá quan trọng nhưng mình nên biết, thì trong cái chúng ta sẽ thấy gặp là bệnh gút. Gút thì hành gút điện xuyên. Nhưng mà bệnh gút á, nó lại có một cái từ mà tư tiệm trong cái y học dân tộc á, nó lại có một cái từ rất hay, nhưng mà nó giúp cho mình gợi ý, mình biết được cái bệnh của bệnh nhân là bệnh thông phòng. Bây giờ mình dạy cha đi, mình trong cái lịch sử thầy dạy bệnh đồ xưa chúng ta ghi nhận mình thông phòng thì mình cứ được có từ mấy ngàn năm trước rồi đó. Thông là gì quý vị? Thông là đau, chờ tiếng Hán nhiều xíu. Phòng là gì? Phòng là gió. Vậy thông phòng là gì? Thông phòng là đau mỗi khi trời trở gió. Làm sao tôi chỉ dạy thầy tôi gặp đội, tôi gặp mấy cái người bệnh nhân đó rồi, họ tả hát cho tôi nghe. Cái cầm cụ miền Bắc á, ông nói trời ơi, nhất là miền Bắc cái thời tiết mùa này kinh lắm, mùa rét đậm á, nó lạnh và gió bất khắc nghiệt, gió như là giặc vào xe vậy đấy. Cái xong cái mấy cái cụm này nó nhức lắm, mấy cụm này nó nhức lên dữ lắm, với nó chừng à, với nó bài nhức lắm. Tại sao? Vì bệnh nhân bị tăng axit uric máu, và khi tăng axit uric máu thì theo cái tiến trình nó thêm là rất là nhiều cái tinh thể uric lắng đọng ở những cái vùng như là ở khớp, ở mạng khớp, ở dưới da nè, đó này, như cái mút trắng trắng nè, lắng đọng ở vùng khớp, mà khớp da nhiều nó còn lắng đọng ở thận nữa, gì lắng đọng ở thận nữa. Đa số là tại sao tăng lên xuất huyết máu rồi lắng đọng ở thận nữa thì người ta cũng không biết rõ, nhưng mà có một số bệnh lý ví dụ như cái ung thư máu nó làm tăng xuất huyết máu. Nhưng mà cái kinh nghiệm thực tế điều trị bệnh nhân thấy rõ ràng luôn á, kiêng khem một số thứ nó giảm liền luôn á, bất cứ là bệnh gút nguyên phát hay là thứ phát, là yếu tố rượu như vậy, rượu bia. Yếu tố thứ hai tức là thường á mấy cái người bệnh gút nhiều chảy chứ hoạt động dữ lắm, uống rượu bia nhiều và họ kiêng hẳn đi họ sẽ đỡ liền, họ đỡ đau nhất và đỡ lên thành mấy cái nốt này. Thứ hai á là chế độ ăn, và chế độ ăn nào liên quan đến bệnh gút như vậy. Thì người ta thấy những cái chế độ ăn mà nó nhiều cái nội tạng động vật á thì nó dễ, hoặc là nhiều hải sản nhiều thì thường thường là tăng nội tạng động vật nó phù hợp trong cái ngày nào cũng ăn cua bằng đế thế này thôi. Nhưng mà mỗi ngày á có những cái người á có thói quen, kể cả tôi đi buổi chiều về thì bữa nay về ra học kiểu là ghé những cái quán cháo lòng, mà ăn của tôi chỉ cần một lợn nha, như là không phải người Bắc á nó có những cái chỗ cháo lòng rất là ngon, gọi là công ty Lula Chica. Lula là lòng lợn, chica là chiếc cằm, chiếc lòng lợn, rồi ăn khoái lắm. Nhưng mà mấy người bị gút thì không khuyên ăn mấy cái đó vô, nên dễ bị tăng cái xích đường máu lên, nên lắng đọng mấy cục
rất là nhiều lần. Cơ chế cơ chế là những cái tinh thể uran hình kim này nè, khi nó tác động ở khớp đi nha, thì nó sẽ kích động và cái quyền cụ thể là cái con điện lực thực bào nha, nhiều con đại thực bào nó tới thì, hoặc là đại bào nhiều nhân cũng là đại bào nó hợp lại nó ăn mấy tinh thể này thì nó gây ra cái hiện tượng gọi là giải phóng serotonin, cái chất lượng kim một beta rồi tiết ra những cái chất hóa học cái bột kim thì những cái chất serotonin này nè đó. Bây giờ cái dân tôi thấy nhiều cơ chế bệnh lý này liên quan lắm, nó tàn phá, nó tàn phá những cái mô là mô sống mô khớp đó, làm phân hủy cái giải phóng những cái men protein, nó phân hủy mô đó, nó gây hủy mô, thì cái mô tổn thương ở cái vùng đó bị hủy á, nó lại kích động hóa hương nguyên tiết, thì đó cái yếu tố hoại tử là vậy đó, nhưng mà bị hủy đi nó sẽ kích động hóa hương nguyên tiết, thì giải phóng là những cái gốc tự do rồi prostaglandin rồi quy động những cái bộ thể trong phản nguyên tới. Rồi quý vị biết kêu một tạc xích là gì không? Tại tôi cũng dạy quý vị về những cái bệnh xích hàng kiểu như là khoái ứng đập, tức là có những cái chất trong phản nguyên á nó tiết ra nó sẽ lôi kéo cái con bạch cầu đại dương trung tính là một thằng rất là quan trọng trong phản nguyên tới, vì tổn thương tiết tới nó ăn mấy cái tinh thể yêu rác rồi nó giải phóng ra những, nhưng mà có khi nha nó tới nó thực bào mấy cái tinh thể yêu rác nhưng mà nó bị hủy lại xích nó chịu nổi, nó bị hủy luôn, nó bị hủy thì nó lại giải phóng hàng loạt những cái men này nó làm hủy mô, nó lại kích động phản nguyên, nói chung là cái vòng tuần hoàn. Do đó sẽ có những cái đợt bệnh nhân bị quýt á, bị đợt cấp tại cái vùng bị lắng động đó, nó không phải là cục cái kinh mà nó sưng nguyên bàn tay lên đỏ rực đau nhức lắm, thì đó là những cái đợt cấp tính. Thì xem chứ chính như vậy không cần á, thấy rất nhiều cái tinh thể đồ ra tinh kim này trong đó kèm theo những cái phản nguyên, còn có khi nó diễn tiến thành những cái thành mãn tính, và những cái đợt cấp tính thì nó thành những cái vùng sơ chai cứng viêm kéo dài, thì nó thành những cái tinh thể đồ rác nè, rồi nó có những cái thành phần tế bào viêm như là tế bào nhiều nhân tại thực bào nó tới nó ăn tinh thể đồ rác, nó gây tổn thương gây dính cứng khớp, còn nếu mà nó ở thận thì nó gây tổn thương thận, nó gây sỏi thận, nó gây viêm thận mãn tính, nó làm suy thận. Đây tinh thể urat như vậy, nhìn nó như cái cấu trúc của vòng tròn rồi mấy con đại thực bào nè, rồi đại bào nhiều nhân ăn tinh thể urat là do mấy cái con đại thực bào nó hợp lại thành đại bào nhiều nhân. Rồi mình đoạt cái phần mềm mà tới phần cơ là xong. Tại bây giờ cái phần mềm tôi muốn nhấn mạnh những chuyện gì vậy, thông điệp tôi gửi tới á, good news, nên good news nghĩa là giờ liền nha, 100/1, sao? Ai nhiều ai ít, u lành với u ác. U lành là tỷ lệ 100, u ác là tỷ lệ là 1. Good news, vậy là nói chung mình bị một cái cục u phần mềm thì mình cứ tự mình đậm nguyên, mình an nổi, mình lạc quan lên, cuối cùng tôi bị u lành, tỷ lệ tổng là 100, mình xác suất 100, mình xui quá nhiều khi tư vô, xác suất 1, chẳng hạn vậy. Đó là mình phải học hết, thì có khi mình lại này, khi lại kia, à đó là good news. Rồi bây giờ nếu mà lầm đó thì cái gì nó giúp cho mình nghĩ là lầm, cái cục u nó nhỏ thôi nha, cục u nó nhỏ thôi, giới hạn dưới 5 cm. Nãy tôi kể con người mình mà có cái cục gì nó lớn tầm 3 cm, không chừng chỗ nam giới đi từ chỗ mà lớn không sao, nhưng mà cái chỗ này mà nó lớn hơn 5 cm, nó lên 3 cm là sợ rồi đó, là phải chạy đi khám rồi nha. Không vậy thì tôi nói lớn chỗ khác, ví dụ như đồng tử giảm nha, trong chuyện đó là bài mấy người bệnh khác nên tôi hãy giải sinh viên. À cái thứ nó nhỏ, nó có vỏ bào nha, bằng cách nào đó mình mổ ra, mình sinh tiết lấy ra, mình sẽ thấy có nguyên bào sợi nó vào mình rồi, vậy giới hạn đó đâu đi cầm đâu, nó nằm chỏng thôi. Chuyện thứ hai nữa là nó di động, vì nó di động có nghĩa là gì, giống như quý vị có cái cục phù mỡ đi rồi nó chạy gì đó, là nó không có dính, nó không có tàn phá, nó không có sầm lớn như quần đó, nó phải suy động ra vấn đề. Rồi bây giờ u ác, u ác thường không có dấu bào, kích thước lớn nằm ở sâu, nằm sâu là lúc phát hiện nên nó lớn rồi, nó lớn hơn 5 cm, nằm sâu ở đâu, nằm sâu thì nằm sâu trên đùi, nằm sâu vùng màng trung thất nữa, nhưng mà thường thường sâu màng. Rồi nhớ là những cái ung thư á, mà thuộc loại phần mềm thường nhất á, là nó di căn theo đường máu, thì thường nhất là nó di căn với phổi, nó cho ảnh bọc cũng quầy, tức là mấy cái đám tế bào ung thư nó di căn cả hai phổi và đường máu, thì di căn não, di căn gan, đó là vị trí thường gặp. Còn nhưng mà có một cái sạc cơm
có một cái sạc cơm, sạc cơm tôi bằng tại tôi làm bệnh gì, nó rất hay gặp gì, nó có gì cần thật, gì cần thật là cô mấy kia thì cần như nó có gì cần thật là cô. Tức là cắt mỗi cái u thường thường phải có má trị, sẽ trị thậm chí là má trị đặc hiệu, chị nhắm trúng đích, tức là nó điều trị lên mấy cái đột biến gen đó luôn. Rồi có một cái khái niệm là u phần mềm giáp biên ác, thì nó cũng theo cái khái niệm giáp biên ác này của xương á, tức là làm sao thì gặp luôn á, là nó bệnh sỏi fibromatosis, nhưng mà nó nằm sâu trong những cái mô, những cái mô mềm, những mô cơ bần. Tôi mình gặp một cái bé đó 17 tuổi, nó bị một cái u sỏi, bệnh sỏi, nhưng mà nó nằm trong cái cơ, cái mông đó, cơ bần ở mông á. Cái dòng bố của bác sĩ cũng chỉ hướng đi ngoài lên được, cái dòng mẫu lúc đầu rồi thôi, chắc cũng u sỏi lành tính thôi. Nhưng mà có một cái điểm nghi ngờ là mình bây giờ tôi gặp lại cái bài này hay lắm luôn á, cùng với nó có giao bào nha, nó dính, nó xen kẽ, nó ăn tua với lại cái cơ bần tuần hoàn, nó cũng gửi á, là nó còn dính cơ bần. Đúng thiệt luôn, trả lời là bệnh sợi, một hai tháng sau cái tái phát thành nguyên cục lớn trong cái mông bé. Rồi cái đó vấn đề nó tế nhị, rồi bé bị 17 tuổi rồi, sao nó lớn lên cái mặt bikini nó sẽ không viện, thì cái mông nó bị lộn bên thì cũng không hay lắm. Bây giờ con có được chỉnh hình hay lắm, con tạo hình hay lắm, rồi người ta thấy đắp mấy cái chỗ khác dùng cái chỗ đó để tạo những cái đường nét đẹp lại trở lại. Tuy nhiên giờ thời điểm đó thì chưa có đó, thì thành ra là cuối cùng phải làm cái quyết định là mổ lấy đồng nó, còn là để lấy phát hoài nguy hiểm nữa, là phải mổ lấy đồng ra. Thì ha, lấy đồng ra tức là nó không còn cái tế bào ở xung quanh nữa, thì cái đó là giảm biên ác. Giờ có một quy luật chung cho những cái ung thư phần mềm đang nói với cái bọc bị chậm đó, là giờ tiên lượng nó sao, bây giờ nó bị sạc cơm cơ vân rồi, bây giờ nó diễn tiến xấu hơn, giờ lấy cái gì tiền lộ. Nhớ tôi á, trên môn học á, thì nó tính độ biệt hóa, chỉ số bằng bào với mức độ hoại tử u. Độ biệt hóa có nghĩa là tế bào u, tế bào thư càng giống với lại cái tế bào bình thường mà nó biệt hóa. Ví dụ như nếu nó là sạc cơm mỡ mà nó càng giống với tế bào mỡ bình thường thì cái đó là tiền lượng tốt, ổn định. Còn nếu mà nhìn nó, trời ơi, nó đâu có giống mỡ bình thường, nó dị dạng quá, nó nhìn như đại hoa hay gì ghê quá, thì cái đó là 3 điểm. Rồi, chỉ số bằng bào thì quý vị phải coi trên cái thực hành, quý vị có cái kính hiển vi. Trên kính hiển vi nó sẽ có những cái vật kính như là vật kính 10, vật kính 40, vật kính 100, vật kính 4, cộng với cái thị kính của mình nữa là 10, nó thì là 40 đó. Nhưng mà thôi mình cứ nói vật kính đi cho nó cụ thể. Thì để cái vật kính 40 nhìn vô cái tiêu bản cái ung thư phần mềm đó, mình đếm số phần bào. Nếu số phần bào mà nó hơn, nó dưới 10 phần bào trên một quan trường một tính 40 thì một điểm, không có phần bào càng tốt, tiên lượng càng tốt. Nhưng mà thường nếu mà ung thư thì nó cũng có vài phần bào. Còn rồi, còn cái hoại tử u, tức là trong cái nắp tế bào tư đó, do cái sự phát triển hỗn độn của những tế bào tính đó, thì nó sẽ đẻ ra cái chuyện là đám tế bào tư đó sẽ vài chỗ nó chết, nó bị hoại tử u nó chết, thì tế bào u nó chết, thì mình tính hay có hoại tử u mà ít đó, thì một điểm, mà nhiều trên 50% cái vùng u đó là 2 điểm, còn không có hoại tử thì càng tốt, 0 điểm. Rồi sau cộng điểm lại, nếu mà chỉ có vài điểm, dù cụ thể nó có 3 điểm rắc 1 thì tiên lượng cho cái bệnh nhân này rất là tốt. Nhưng mà ngược lại, cộng lại mình đã 8 điểm nữa, giờ tiên lượng nó xấu rồi, nó sẽ chỉ càng tùng lên kiểu vậy. Rồi, bây giờ nói thêm một chuyện, cái này mình qua thêm chú ý thêm nè, tôi cập nhật. Bây giờ cái bảng phân loại u phần mềm của Tổ chức Y tế Thế giới, HU á, chuyện hù đó có COVID tôi chán lắm, nhưng mà cái chuyện hù phân bộ phần mềm thì cũng khá là tốt. Thì cái nhóm chuyên gia khác, năm 2003, rồi tôi cập nhật cái bản giấy này với ghi chú tôi nha, là bản của năm 2021, tự hào đứng trước quý vị nói những cái điều tốt nhất, tiên tiến nhất cho quý vị có thể cập nhật và tương đương với những CV trên thế giới. Rồi, cái này nó nói cái gì? Nó nói là u phần mềm á có 11 nhóm, rồi gì đến nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cho tới năm 2021 thì Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chia phần mềm là 11 nhóm. Rồi, bây giờ trong 11 nhóm này thì hồi nãy là tỷ lệ là 100 là lành,
một là F, nhưng mà tên á, tên những cái phần từ á thì là 50-50, tới 50%, 50-50, tức là trong đó có khoảng 50 cái là F. Ví dụ như chút xíu mình học nè, như là u cơ trơn thì mình sẽ có sạc cơ cơ trơn á. Rồi mình cái u mạch máu không đó, u mỡ tiếng Anh là adipocytic, thì có u mỡ lành thì cũng có sạc cơ mỡ em dễ nha, nó có lành thì nó có em. Rồi cái này cái bản thầy tôi soạn mới cho năm nay, vậy mới lục lại bài cũ năm 2009 chưa có. Thì là ví dụ mỡ này có lòng có ác, ác là cái này là xâm nhập tới các gì cần đủ thứ, tuổi ví dụ nhiều mỡ hoạt động 40-60, nam nữ bị như nhau, vị trí là ở cổ lưng nó vai ông hùng, trên đại thể u mỡ màu vàng là đúng rồi, vàng mỡ có dấu bao giờ thời điểm phát hiện được kính dưới 3 cm. Tuy nhiên nếu mà là ung thư mỡ á, tuổi lớn hơn, vị trí sâu hơn ở trong cầu viện sâu của mạng, vào thời điểm phát hiện thì u rất là lớn, đường kính lên đến 10 cm, và mình sẽ thấy những cái tế bào mỡ bất thường như nguyên bào mỡ, nếu mà nhiễm hormone miễn dịch MD, M2 thì nó sẽ dương tính. À, ví dụ gì vậy, nghiên cứu thêm bạn này. À, chúng có thể tôi sẽ lấy một cái địa chỉ email của bạn đại diện lớp tôi gửi lên cái bài này, thì cái bài của tôi gửi gì thì là chưa có phần cập nhật này nha, tôi gửi lên. Các bạn gì sao thì sẽ hay bản chứng cái này là new version. À, ví dụ như mình sẽ nói về những cái ung thư đặc biệt như là sạc cơ màng khớp hoặc là sạc cơ không hiệu quả, thì tuổi ví dụ như sạc cơ khớp tuổi rất là trẻ 15-40, sạc cơ không hiệu quả thì trên 50 tuổi, nam nữ bị như nhau, vị trí ví dụ như sạc cơ màng khớp này gần khớp ví dụ như ở đầu gối hoặc là nằm sâu trong phần mềm thì sau phút mạc thì có sạc cơ không hiệu quả. Thời điểm phát hiện thường thường mấy cái ung thư thì cái thứ khá lớn, và còn cái này nó nằm nó ngoài đầu gối thì về thấy là phát hiện nó mà nằm trong màng đời đó, những cái hình ảnh nó dụ như sạc cơ màng khớp nó có hai phần, nó có hai loại hình ảnh các bạn. Rồi vậy là mình nói rồi, giờ mình nói lướt qua nè, ví dụ như là u mỡ ha, rồi tuổi tác nãy tôi nói rồi, hình ảnh đại thể thì nó dạng cái cục mỡ khác dần, ví dụ như đủ người đó là một người mọc ú bự đi, trên cổ có nọng luôn đi, giờ họ làm giải phẫu miệng, họ lấy bớt mỡ ra và lấy cái cục mỡ mà họ làm phẫu thuật để cho họ ốp bớt, với lại cái u mỡ đó nó khác nhau sao, nhìn cũng hai cục mỡ rồi sao, khác chỗ là cái vỏ bào nha. Cái u mỡ này nó có vỏ bào này chỉ nhìn thấy được trên vi thể, tức là mình cắt chỗ này nè, đó cắt chỗ này mình làm tiêu bản rồi thấy có nguyên cái vỏ sợi nó phía ngoài giới hạn ngoài nên nó cũng đây, còn bên trong thì giống như chèn, bên trong là mấy cái tiểu mì. Nhưng mà cách mình dùng từ nha, phải chính xác, tức là nhìn thấy cái tế bào u biệt hóa giống như tế bào mỡ chuyển động nha, chứ đừng có nói là tế bào mỡ thì nó là u mà. Rồi ví dụ ung thư mỡ là sạc cơ mỡ thì nhìn trên bề thể thì khó, nhưng mà đó nó có nhiều điểm gợi ý, thứ nhất là tuổi người bệnh nhân lớn hơn, thứ hai là vị trí ở sâu hơn, ví dụ như sau phúc mạc, thì còn kia là nó nằm trên lưng trên cổ rồi thôi. À, thứ ba là vào thời điểm mà này cung nó to hơn, tại vì nó lớn mà nó nằm sâu sao mình biết được, đến chừng mà bà đi khám nguyên cái bụng mới to dần dần rồi đó, chịu chịu âm nguyên cái cục gì ở sau mạc thì mẫu lấy ra mình mới biết đó, là cái thước ở đây 10 cm đường kính luôn. Bây giờ nhìn trên vi thể thấy có cái gì khác, cái anh này nhớ vậy à, một cái câu nhắn là trên cái sạc cơ mỡ là thường, trên cái sạc cơ mỡ là thường xuyên là mình thấy cái nguyên bào mỡ Lipoplast là nhiều mỡ. Nhiều mỡ nó khác với lại tế bào mỡ chuyển thành bình thường chứ. Gắt cái này nè. Đó, giờ tôi phóng lớn lên. Cái nhân, bây giờ cái tế bào mỡ chuyển thành bình thường á, các bạn hãy tả cho tôi được chọc nó như thế nào. Dĩ nhiên ở giữa là dòng mỡ đúng không? Tế bào mỡ sao không có dòng mỡ được. Cái nhân cái nằm đầu nè. Cái tế bào mỡ á, cái thước lớn à, dọc mỡ nó nguyên si luôn, cái nhân nó bị dọc mỡ đẩy lệch ra ngoài vi, nó thành một cái nhân dạng nó siêu nè. Để nói tôi học môn học rồi không nhìn ra được tế bào mỡ vậy, đó là siêu căn bản luôn rồi. Rồi bây giờ mới nhìn cái nguyên bào mỡ nó khác sao, cái nhân nó đâu, cái nhân nó ở giữa, tại sao cái nhân nó có vẻ có góc cạnh, tại sao nó có gặp cái gai, giải thích là tại vì đây là cái hình 3D,
nha. Cái hình 3D của một cái cấu trúc tế bào hoạt tính thì nó cũng là cái hình 3D thôi. Đây là những cái dòng mỡ nhỏ nó đè vô cái nhân, nó làm cho cái nhân ở đó nó bị ép vô, nó tạo ra những cái khoảng khuyết, cái khoảng khuyết nó tạo ra những góc cầm. Rồi mới tới đó hiểu được có cái chỉ sự từ 3D mốt tụi tới đợi sau thì tôi đi xài cái hình 3D chiếu lên cho bà con coi cho con dễ hiểu rồi, nhưng mà phải cài tôi hiểu gì hiểu. Rồi bây giờ qua cái nhóm u sợi ví dụ như cái này thì gọi là u sợi lằn màng gân. Cái này nam bị nhiều hơn nữ, tuổi cũng tầm trung niên, 30-50, vị trí ở ngay gần mấy cái kiểu ngón tay, ngón chân. Nó dính vô nha, dính cho màng gân cầm rất nó dính. Ta cũng mẫu sinh thiết, ta đâu biết nó là u gì đâu, coi gì đó với bệnh. Dễ bệnh coi thì rất là u, tức là thấy nó toàn là mấy cái đám sợi của collagen thôi, không gì hết. Giới hạn nó cũng không rõ mà không có thấy rõ quả bào, giới hạn rõ nhưng mà không thấy rõ quả bào. Nó là một cái mụn sợi vậy thôi. Dạ, cái này hay nè. Rồi ung thư sợi gọi là sạc cơm sợi, fibrosarcoma. Thì tuổi hơi lớn, 30-60, nằm sâu đầu, sâu trong đùi rồi đó, nằm sâu trong các cái chi. Giới hạn rõ nhưng mà không có quả bào nha. Kích thước của nó dập thì đó, nằm sâu á, vào thời điểm phát hiện nó có tính quy lực, nó thường nó lớn là nó thu lầm, khoảng tầm trên 1 cm, khoảng 3-8 hình trên đường kinh. Cái hình thái đại thể nó sao? Nó là một cái cục đặc mà nó giới hạn rõ nhưng mà không có vỡ bào, có thể có dùng ngoại tử xuất huyết một tí. Màu nó như là trắng xám, hơi xám xám một chút xíu. Bây giờ có cái hình ảnh gợi ý là nó như bó tế bào hình thôi kèm hơn bào hoặc chéo nhau như hình xương cá. Hyperbolize và cặp cái sự tưởng tượng về sự sắc màu quý vị bây giờ đúng như vậy hết. Bây giờ cái từ gốc của cái hình xương cá là gì? Là herringbone, like herringbone. Quý vị biết herringfish là con cá gì không? Đừng cho gặp nha. Herringfish là con cá trích. Con cá trích nó giống con cá gì mà có thể ăn hoặc có thể tưởng tượng lên. Hình dung lên. Con cá trích nó giống như con cá mồi. Hai anh em nó là bà con với nhau, một cái thì nó ở với cái vùng biển ẩm như Thái Lan, Việt Nam, một cái thì nó ở vùng biển lạnh như là cá trích ở phương Bắc. Rồi, bây giờ con cá trích thì chỉ có thể dùng rồi đó, ăn cái lọt con cá mồi thì ba cô gái trong thời kỳ đại dịch là quá trời luôn. Mòn mỏi luôn, ăn với lên bệnh, mòn mỏi luôn. Đó là con cá mồi cá trích thì ra nó giống nhau, chỉ có khác nhau kích cỡ là giống như hai anh em đó. Rồi, bây giờ cái bộ xương cá trích nó giống bộ xương cá mồi đi. Cái chiếc cá mồi á, nó có cấu trúc sao? Tôi tả nha. Nó có cái cọc sống đúng không? Nó có hai cái hàng xương nó bắt chéo, nó đâm chéo vô cái cọc sống đúng không? Rồi, giờ tôi cần một cái bạn sinh viên có trí tưởng tượng phong phú, có thể là sư vệ anh em những cuốn tranh siêu tượng rồi đó. Chỉ cho tôi trên cái hình này là hình duy thể của sạc cơm sợi đó, rồi đâu là cái dạng cọc sống, đâu là cái xương bắt chéo vô. Bạn nào có năng khiếu về hồi đó, cả Picasso. Càng ngày càng sâu xuống dưới. Mấy bạn nhớ thấy cũng lòng đấy nha. Hôm nay đi, hôm nay thấy thủ mà làm cái nữa đi. Chỉ cho tôi coi, đầu là nè, tôi gợi ý ra cọc sống, xưa bắt chéo vô rồi và áp vô trong cái hình của cái sạch cọc sợi của mình. Nên thấy đầu là cái cọc sống, đầu là cái xưa. Dừng lại được. Rồi cột sống rồi cái sự bắt chéo vô lòng. Chờ bắt chéo rồi. Ở dưới. Đúng rồi. Đó, chéo thẳng luôn đó. Rồi cái nào bắt chéo vô đâu dễ lên. Giỏi. Nó mua quên. Tay lại chịu. Rồi, nha, cái bạn dễ đúng rồi nè. Nha, quý vị nếu mà thấy giống nhìn lại nha. Cột sống con cá nè. Cái xương bắt chéo nè. Cái cột sống cá nè, cái xương bắt chéo nè, thì trời chưa? Vậy là tác giả kêu Quỳnh thôi, cô ta đúng á, họ nói Hemingway là đúng rồi. Nè, tôi đang chiến bình như vậy thấy á. Cái Hemingway hay lắm như vậy, tại vì thời trang mình đang vào mùa đông, lịch giá sắp tới Noel, là cái thời trang thu đông ở mấy thời tuần thì nó cho hôn bông lắm. Cái thời trang thu đông đó là áo dày và nó có cái đường, cái gọi Harry Bond đi thần. Đó,
Heron bị thần nên thấm cái áo của ông như vậy mà nó cái sợi á, cái họa tiết sợi nó bắt chiếc chéo nhau là cái đó là nó bắt chiếc cái đó đấy. Tại vì cái áo đó nó có cái đặc tính là nó sẽ thùng giãn rất là tốt, nó dày nhưng mà nó giãn ra tốt nè, cái chỗ này nó giãn được nè. Rồi như vậy là mấy bạn đã nhận ra được trên vi thể có chút đặc thù của một sạc cơm sợi. Và tiếp tiếp rồi mình qua cái u mô bờ sợi thì nổi thì nó trẻ hơn, nó một cái nhóm u khác. Vị trí thì nó nằm trong mấy cái lớp nông, lớp mì. Đây hình thái đại thải đây, nhìn cục gì đó, nhìn cục da đừng có tưởng nhiều khi nó quay u này có gì là u á. Tập sinh tiết nó ra, nó có cái gợi ý là mấy cái tế bào sôi dạng tế bào sợi xếp bắt chéo nhau dạng xoắn lóc. Thì xoắn lóc thì nó có cái ông đại bào nhiều nhân cái tên là đại bào tụ tập. Xếp xoắn lóc là sao? Đó, từ mấy minh họa. Bây giờ quý vị coi mấy cái bản tin dự báo thời tiết á, thì nó có mấy cái kiểu là cơn bão đang sắp đổ bộ vào trong đất liền á, cái mấy cái hình ảnh trên tivi chiếu dự báo thời tiết đó, nó dễ vậy đó. Ví dụ như cụ thể đây là Madagascar, chỗ ông bạn được ở đây, đây là miền Nam châu Phi đó, thì nó có những cái bão sóng cái vậy, nó sẽ đổ bộ, nó sẽ bay từ từ đi vô đất liền. Vậy trên cái hình cụ thể này sóng lóc ở đâu quý vị thấy không? Để tranh thủ thời gian sóng lóc đây nè, nó ở đây đó, như chỗ nó lóc đó, thì nó có thể làm gì trong cái bài mình giới thiệu, nhưng mà tôi cũng nhắc luôn tại tôi mới vừa trong đó cả cái đây mấy tuần là nó là ép, nó ép nó làm gì chỗ giờ chiếc ngực một cái bé 10 tuổi nha, thì nó nhìn đại thể thì không biết đâu, nhưng mà nó phát triển ra rồi nó xâm nhiễm lên trung quanh, thì giới thiệu cả này. Dạ, bây giờ mình qua cái ác thì nó gọi là sạc cơm sợi bị lòi, thì mà tôi phải nói sạc cơm mà protuberant là lòi ra. Giờ bây giờ qua u cơ bên. U cơ bên thì nó có cái u lành và u ác. U lành đó thì cái lứa tuổi nó đủ thứ, nhỏ lớn gì cũng có. Vị trí nó có thể ở cái vùng đầu mặt, nó nhiều gần lưỡi u bên. Đại thể á thì nó đỏ như một cái miếng thịt bò. Nhà đó mới là giới hạn cũng tương đối rõ, nhưng mà thực ra thì không thấy bỏ vào nhà trên đặt vi thể thì nó là những cái tế bào lớn mà tương nhiều an toàn ha. Đây tôi có một cái bé tôi mới giới thiệu trong cái hội nghị ung thư toàn quốc mới đây tháng 8 năm ngoái, bé này ở vùng mọc á, cái nó bị cái u cơ vân mình phải nằm trong tim của nó, thì cái nguy hiểm là nó nằm trong tim của bé thì nó có nguy cơ nó gây độc tử và nó cản trở cái đường thoát của hệ thống máu, lưu thông máu. Đây, cục u này, đến chừng sinh thiết ra thì tôi thấy cái tế bào u nó rất là khác biệt so với lại cái tế bào cơ tim. Này, tế bào cơ tim bình thường ở đây tự nhiên có u, nhìn tế bào nó rất là khác biệt, rất là thấu quát. Nhuộm hóa mô dịch nó dương tính với desmin cộng với những cái mô tả vị trí cơ tim. Kết luận rằng già làm đột biến gen đó, là đột biến gen TSC2 tức là tuberous sclerosis complex, tức là phức hợp bệnh sơ cũ hay nó nằm trong một cái bối cảnh bệnh nhiều chỗ thì cơ thể của bé. Nhưng mà bé này thì mấy chỗ khác thì không có phát hiện được, cuối cùng cứu được nó, lấy cục thì là nó cũng về cuộc sống bình thường rồi. Rồi sạc cơm cơ quan hồi nãy tôi thấy là thường gặp với chị em sạc cơ quan nằm trong đùi, nhưng mà thiệt ra những cái vị trí có tính bài bản là nó vùng đồng mặt cổ ở niệu sinh dục là hay gặp với chị em nhiều nhất, như sạc cơm cơ quan ở âm hộ như này vậy. Còn cái đại thể thì nó không có vỏ bào, giới hạn cộng đỏ xâm nhập đến dụng quanh, có dùng hoại tử xuất huyết. Trên vi thể đó, nó có cái đặc thù là nó tế bào u nó bị hóa ra những cái tế bào nó giống như nguyên bào cơ quan, nguyên bào quanh ở những cái dạng như là tế bào tròn to và tương nhiều hoại toan, hoặc là nè, cái này hình ảnh con nồng nọc nữa quý vị, này nó có những cái vần ngàn, quý vị thấy không, nghe cái đầu tế bào u đây, đó là dạng nguyên bào cơ quan mà giống con nọc nọc, thắt buồn lại, thắt buồn là con nọc nọc, thấy không, thấy nọc nọc bơi không, nè, nọc nọc, xong rồi từ dòng, từ dòng, đó, cái dần nó phải dài, nè, cái dần nó này, xong rồi từ dòng đây, dùng desmin để dự tính, đó là vân cơ, do vậy nghiên cứu lại cơ quan nó có cái biến hóa là vân cơ, cross creation. Dùng mesenin thì nó dương tính, nó nhanh tới bào u, nó có nhiều loại lắm nhưng mà thường trở nên nhanh thôi. Còn cái u cơ chân lành thì thường ở người trẻ tuổi, vị trí thì trong da, dưới da, trong da luôn,
dạng cục hoặc là nhiều cục, đường kính nhỏ thì nó ở đây đó, nó làm gì nó ngay trong già luôn, cái cục nhỏ gì xin thiết thử cục đi, rồi cái thấy có mấy cái đám tế bào nó biến hóa rồi tế bào cơ trơn, rồi đặc thù của tế bào cơ trơn là sao, đặc thù của tế bào cơ trơn đó là cái nhân nó dài dài hình nếp xì gà, biết cái xì gà không, xì gà Lavahana Fidel Castro cũng dùng nha, đó xì gà Lavahana dài dài đưa lên xì gà shape, xì gà là dạng giống như xì gà, đó là nhân tế bào cơ trơn. Tuy nhiên á, cái này á là u cơ trơn lành tính thì nó chỉ giống mấy bóp cơ trơn bình thường, ví dụ như bóp cơ trơn ở tử cung cũng hay vậy, nhưng nếu mà nó là sạc cơ trơn á thì kích thước nó lớn, vị trí nó sâu, ví dụ như là sau hút mạc hay là sạc cơ ở trong cái tử cung luôn, sạc cơ trơn kích thước nó lớn, vị trí nó sâu, rồi mặt cắt nó đặc hình thành không giới hạn, không rõ, không có dấu bao, không có thể kèm miệng bệnh tật xuất huyết. Trên vi thể thì nó có những cái dấu hiệu bất thường, thì phần màu bất thường, nhân có thể có vài chỗ nhân dị dạng, bên ngoài mấy cái nhân xì gà xếp, nhân hình xì gà đã có những cái nhân có thể dị dạng. Rồi số hết rồi, sạc cơ màng khớp, vị trí của nó nằm ở cái vùng gần cái vùng đầu gối nè, như đầu xương chày, xương mát, cái khối u của nó làm chèn ra đây, nó cũng có thể màu giới hạn nó không rõ, của dấu bào xâm lấn xung quanh ở những cái vùng ngoại tử xuất huyết, ăn màu trắng xám thì cũng có đủ phía ngoài. Cái đặc thù nó quan trọng là nó có hai pha là có những cái tế bào hình thoi xếp thành bó và những cái tế bào giống dạng giả tuyến, dạng như cái ống tuyến. Rồi còn một cái cuối cùng nữa hay gặp lắm luôn ở bệnh nhân trên 50 tuổi, nam nữ bị như nhau, là sạc cơm không bị quá. Vị trí nãy trong cái bảng tổng kết tôi có giới thiệu rồi đó, quý vị đi coi lại là nó có thể nằm sâu sạc phúc mạc. Rồi tôi từng gặp một ca ở trung tâm là nó nằm ở cái bãi dài trên 50 tuổi của bạn đó, là thời điểm phát hiện là đã viêm căn phổi rồi luôn rồi. Thì đặc điểm nó tế bào rất là đa dạng, rất là dị dạng, có thể có dạng đại bào, hiện nhân thông bào bình thường, quay tử bốn cũng vậy. Còn ở trẻ em á cũng có cái từ là sạc cơm không bị quá, nhưng nó lại là những cái tế bào tròn nhỏ mà về đứng về mặt bị quá thì nó là rau cell tumor, tế bào tròn nhỏ thì nó không bị hóa ra cơ quan, không bị hóa ra cơ trơn, không bị hóa ra những cái thành phần khác, nó dương tính với bệnh tim, tức là cái tế bào nguyên thủy là tế bào trung mòn, sạc cơm không bị quá trẻ em, cái này chỉ được tổng hợp. Rồi qua cơ là xong. Bây giờ cơ thì tôi giới thiệu hoài cái bệnh cơ cho quý vị biết thôi. Thì có cái bệnh mà nó gây yếu liệt cơ vận động ở trẻ em hay gặp, đó là bệnh loạn nhiễu cơ Duchenne. Các em bác sĩ Duchenne tìm ra mô tả, nhưng mà sau này tôi chứng minh có đột biến gen. Cái đột biến gen đó là đột biến gen dystrophin, nó nằm trên những phát thể X. Vậy thì con trai là con gái hay bị? Con trai, tại vì cái cặp nhiễm phát thể XY á thì chỉ cần một cái gen nằm trên X thôi nó có thể biểu hiện là kiểu hành. Nhà tôi nhắc là di chuyển tí xíu, tôi nghĩ quý vị sẽ cho xíu mặt di chuyển lắm. Còn XX á thì mấy người phụ nữ đó là người lành mang mầm bệnh, họ có thể không cả đời họ không có loạn nhiễu cơ, không có tay cơ gì đó, nhưng mà lập gia đình với lại một cái ông mạnh khỏe thì xác suất á là 1/4 á. Nếu mà mình tính cái xác suất thông thường là một nửa là con trai, một nửa là con gái, thì trong một nửa con trai đó, trong 50% trai đó, thì có một nửa sẽ bị loạn nhiễu cơ Duchenne, thì cái lúc đó nó lộ ra. Đây, bằng chứng. Tôi có một cái cặp hai bé trai. Bé trai vào cái thời điểm sinh nhiễu cơ đó, thì bé nhỏ, em thì được 3 tuổi. Bé lớn đó thì được 9 tuổi. Chuyện gì đó xảy ra? Nó yếu liệt cơ. Cái vừa chơi xong rồi thì sinh tiết cơ tứ đầu đùi, nếu mà cơ đó vẫn còn đủ cơ lên tiếp, còn có điện là sinh tiết cơ đen tàn, thì lấy cái miếng cơ bằng nó ra thì thấy cái tổn thương ở cái bé em á, nó vẫn còn khu trú, tức là mấy cái bó cơ quan ở đây nè bị teo lại, bên này thì nó còn tương tới còn dinh dưỡng, nhưng mà nó bắt đầu có hiện tượng sơ hóa, nó bắt đầu hiện tượng sơ hóa. Muốn chứng minh được thì họ nhuộm bằng, tại vì mới nó bị đột biến gen dystrophin mà. Có nghĩa là dystrophin ở mấy cái bé này không bình thường,
thông thường thì nó mới bị teo cơ liệt cơ, còn nếu nó bình thường thì nó bộ cơ nó phát triển bình thường rồi. Thì người ta làm chứng, làm cái nhấp chứng thì người ta lấy một cái mô cơ của một cái bệnh nhân bình thường, một cái người bình thường ở nhuộm thì họ thấy có cái viêm dystrophy này, có cái viêm dystrophy nó mấy qua cơ rất là dương tính rất là rõ. Tuy nhiên ở cái bé 3 tuổi này nè thì nhuộm lên không thấy, nhuộm lên không thấy có nghĩa là dystrophy nó bị đột biến rồi. Rồi bây giờ ở cái bé trai 9 tuổi anh đó thì mình thấy cái hiện tượng tổn thương tổn hóa các mô cơ nó diễn tiến xấu hơn, các cái mô cơ nó hầu như không hết rồi, nó bị thay bằng mô sợ, mô sợ thì cơ bé nó tèo hơn người khác. Đó, thành ra những cái trường hợp này thì nó do cái vấn đề đột biến gen rồi. Dòng trong tương lai nếu quý vị tiến tới cái khâu mà điều trị vào những cái gen mục tiêu ta kiếm được thì sẽ điều trị thành công được mấy cái bệnh này. Còn trước mắt á, mấy hiện tượng bây giờ quý vị biết sao cho đỡ này không, là đó bây giờ Tự Chủ có luôn rồi, có phòng tư vấn di truyền. Tôi từng chứng kiến, từng là thấy mấy trường hợp đó là nếu dĩ nhiên bố mẹ phải có điều kiện đó, tức là lúc mà khám thai bắt đầu mà họ lấy được bộ gen để họ nghiên cứu á, thì họ có 3-4 ngàn cái bộ gen đột biến dẫn tới những bệnh lý khó điều trị á, cái họ làm xong họ tư vấn ở trường hợp bào thai này của bà nó sẽ có nguy cơ là 30% gì đó nó sẽ phát triển ra bệnh đột gen, vậy thì bà có đồng ý dưỡng thai hay không? Nếu bà đồng ý dưỡng thai thì nó sẽ có những nguy cảnh như thế này này, còn nếu mà bà thấy không cần nữa thì thôi, thì mình sẽ tiến hành quá trình lên thai kỳ gì đó. Thì giờ mình chỉ dừng tới mức đó thôi, tôi thấy cũng không có hay lắm đâu, nhưng mà ít ra là chống cho cái gia đình và xã hội sau những cái gánh nặng như thế. Và tôi hy vọng đến giờ quý vị chuyện này đã rồi đang là xảy ra mình tiến triển đó là sẽ điều trị về những cái gen đột biến này luôn nha. Quất lên. Rồi, có những cái nhóm bệnh cơ nhưng mà nguyên nhân đó là thần kinh nha quý vị. Nguyên nhân đó là thần kinh. Có nghĩa là mỗi cái sợi cơ mình á, cái con đường phản xạ cái gì dây thần kinh đi từ tủy sống rồi đi đầu tận lên tới cơ, rồi có cái đầu tận cảm giác, rồi có cái đầu tận vận động khi mình chích tổng nhiệt gì đó thì giật lại cái, có nghĩa là nó có nguyên cái cung phản xạ. Rồi tôi cũng nhắc lại đó quý vị xử lý gì rồi. Thì những cái con đường dây đó bây giờ nó bị tổn thương thì nó sẽ có ý nghĩa nè, tức là có những cái bó cơ vân thì nó vẫn dinh dưỡng bình thường, ngược lại thì nó lại có những cái bó cơ vân nó bị teo, thì có nghĩa là cái sợi dây kinh vận động đó nó bị tổn thương một tờ cái nó bị tổn thương dây kinh vận động. Rồi bài tới đây là hết. Bây giờ là quá nhiều câu hỏi ôn tập trong cái bài phân tích bài toàn văn đó, có mười mấy câu hỏi ôn tập, giờ quý vị mở cái lên trước đi. Tôi nói tới cả 7 thôi, đúng không hết. Nhà đến hỏi có gì khó nha, có thì đừng gửi lại, chúc tôi xin đi chị nghe không vậy. Tại vì tôi ra đề thi, tôi muốn là quý vị phải có một cái cơ sở đi, chứ không phải tôi không thích cái kiểu đè lên đâu. Tin mừng, đó là mục tiêu của thí sinh sau khi tôi quay lại sau khi bị COVID. Rồi bây giờ quý vị đọc cho tôi nha. Cái câu 5. Cái câu 5 á. Cái 7 đọc đâu. Sao nó lại mất nữa rồi. Cái 7 đọc sao đọc. Câu năm có chưa, có bài này chưa, không có lấy gì ra để có rồi nha, coi như là cái gì có vậy, không trả lời nghĩa là có rồi. Câu năm 7 năm đầu nè, tôi mới dạy xong. Sụn khớp là đúng, sụn chiếc họp là sai. Sụn chiếc họp sai là tôi này ngay đầu bài, ngay cái slide thứ hai bài đó tôi đã chiếu vì coi sụn chiếc họp là cái gì rồi. Sụn khớp thì ngay cái bàn đầu của bài khớp tôi đã chiếu rồi, sụn khớp là chỗ khác. Giờ vậy câu này câu nào đúng? Thử chơi về cái thôi, cái nào đúng? Bây giờ ở chứ em là sai rồi đó, tôi mới nói bệnh nó người già mà. Viêm xương khớp là không đúng rồi đó, cơ chế là lão hóa. Xảy ra khớp chịu tải nặng, đúng.
một cái mail mà đưa ra đến nhà, bởi vì em cứ thấy cầu đủ rồi, tại vì giàu có một đúng rồi. Không cái đó cho trường hợp mà quý vị không còn nhiều thời gian, còn nhiều cái thứ mà người nhầm nó không suốt đầu óc hơn kiểu vậy, nó cũng bị mất thời gian. Rồi đánh cho tôi C nha, tôi nằm là C. Có gì nữa không trong mấy câu này? Câu này chỉ có cái 7 đó thôi, rồi dùng câu 6 đi. Biến dạng và cứng khớp. Trong khi khói thấp đi chọc tôi đê. Cái này tôi vẽ, tôi chỉ cơ chế quá trời luôn. Câu đê nè, mảng sùng, mảng sợi, mảng hóa sợi, mảng hóa bồi là biến cứng khớp. Có luôn các bài không? Đây, thời gian tôi sửa bài câu nào nó hơi khó. Hồi nãy cái chỗ mà liền xương á, cái chỗ mà tạo canh xương, canh sợi có bốn cái hình đó nha. Gãy xương xong thì có máu tụ rồi hình thành ra mô hạt quy. Rồi, gợi ý rồi đó. Câu 8. Canh sợi là tầng thứ mấy? Tầng thứ 2, cuối tầng thứ 2 bắt đầu qua tầng thứ 3 là canh sợi. Canh sợi về bản chất nó là gì? Mô hạt viên, nãy tôi nói rồi, tăng sinh mạch máu rồi tế bào viên tới rồi hình thành ra nguyên màu sợi, bắt đầu có hình sợi nha. Câu 8 là B. Rồi thử câu 9 còn nhấn dậy nữa. Vị trí tương đồng với sạc trong xương nãy với tập giấy nhớ đó không? Giờ là ở hạt xương là đúng không? Ở gần có sạc hiểu là đúng không? Rồi, chọn đi. Sáng là D, A và B đúng, ở đầu xương là sai rồi. Đọc từ bé 15 tuổi đi nè. Bé 15 tuổi, tai nạn giao thông, đau chân phải, chụp X-quang cổ cản quang kém, giới hạn rõ 2 cm, ở vùng thành xương của đầu xương, ở cổ đầu dưới xương đùi. Cổ cản quang kém, u xương dạng xương. Đó, cái mà nãy giờ tôi thấy lo các bạn để lên hỏi đó. A, các bạn là A. Rồi làm thử cái lâm sàng này, bé là bệnh nhân 30 tuổi rồi. Bệnh nhân bé gì nữa, bệnh nhân 30 tuổi mà bé gì nữa. Sinh đau rồi ở 1 tháng, X-quang có dùng mỹ xương, đường kính 7 cm. Đường kính tới 7 cm nha. Nói vậy ông nhỏ đâu, nó còn lớn hơn cái ông gà luôn á. Đường kính 7 cm. Ở đâu dưới xương đùi. Hay là đất ghế đó. U gì? Mới dạy xong. U đại bào xương. Mở mặt ra là u giáp viền án. B. U đại bào không. Chỗ này như chú sai. Nếu mà đây A, đây B, này là C á. Này nó tới 2B. B. Nó là C. Nhưng mà biết nó là u đại bào xương là đúng rồi. Kiếm kiếm cái u đại bào xương đọc đó. Kiếm dạy tình huống làm sạc á. Bây giờ một nữ 60 tuổi, u sâu vùng đùi phải, tế bào u giống nguyên bào sợi xếp thành bó mặt chéo nhau như hình xương cá herringbone. U gì? Mới dạy xong hãy còn đi đấu bạn này có tinh vi trùng tụ chỉ cho tôi được cuộc sống cá và mấy cái xương mặt chéo. U gì? Sạc cơm sợi để gửi đâu? À, nha, cảm ơn. Rồi, nhá nhá thì được không? Hay là muốn gửi nguyên toàn bộ mình tới trước ra đây, không thấy đâu ra là cái này rồi, cái này là để ôm mình. Nhá tiền cả. Tinh chụp nhé. Ai tạo cái nhà quý vị? Nhưng mà không có đáp án đâu. Rồi lấy về cam chơi thôi. Giờ là thôi lấy 6 với 7 đi ăn, 6 với 8 đi. Bộ số để hơn sang bằng tất cả. 6 thì sạc cơ mở, cầm cái gì? Bây giờ sạc cơ mở là ung thư nha. Giờ vị trí nó ở đâu? Trung thất, phải không? Lại từ đâu nó trung thất đâu, thì nó ở đâu? Sạc của mẹ. Gặp với chị em? No, tôi chưa lấy sạc cơ mở chị em bao giờ. Tôi gặp ở một cái bà tuyệt niên năm 60 tuổi luôn. Cô ấy sao phương này có kích thước 3 cm. Dù lý tầm sâu thì nó phải lớn, lúc phát hiện nó cũng phải 10 cm để tính.
Rồi sao vậy đó? Câu D, nguyên bào mỡ là điều kiện tiên quyết để chẩn đoán ưu đãi. Nhớ nhá thì cả đây nha. Viêm lao xương tủy xương, chỗ tuổi. Sửa đây. Rồi tiếp tục. Viêm lao xương tủy xương. Nãy nó nói là sao, gặp nhiều thanh thiếu niên đúng không, mấy đứa bị gù quá rồi còn phải chế mấy cái dụng cụ cho nó chỉnh hình cho nó móc nó lớn nhìn nó mới đẹp đẽ xíu kìa. Rồi gần gối sao hiểu có rồi cuộc sống đâu gần gối sao hiểu nó sẽ nóng phải nó sẽ lạnh. Rồi cô ấy quá dễ đáp án là hè thanh thiếu niên. Rồi câu 8, còi xương. Cho tôi dạng cái dạng học sinh. Cái dạng học sinh trên mấy cầm nhầm kiện nãy kể chị công cầu thủ Garincha huyền thoại của đất Brazil. Rồi xong nhớ quý vị. Cảm ơn xin thi hỏi quý vị, chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. À, cho tôi địa chỉ email của bạn đại diện lớp để gửi phiên bản mới nhất của cái bài giảng.